thấu hiểu được 26 điều này, tức là bạn đã trưởng thành. Một, không có gì ám ảnh và dằn vặt chúng ta hơn những điều chúng ta lựa chọn không nói. Hai, đi sai đường, nhớ nhìn lại. Yêu sai người, biết cách buông bỏ. Ba, đời người tốt nhất là đừng nên gặp quá nhiều người, để rối bời chẳng biết đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu mới là chân tình, còn đâu chỉ toàn giả ý. Bốn, bất cứ việc gì cũng không thể tuyệt đối, biết dừng đúng lúc là chuyện rất quan trọng năm Bạo lực chỉ khác nhau giữa không lần và một lần. Nếu ai đã từng động tay chân với bạn, dù cố tình hay giận quá mất khôn, cũng phải nhất định tránh xa. 6. Trên đời này, ngoài gia đình ra thì chẳng ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn. Vì vậy bạn phải nghĩ như thế này, sự thờ ơ và không tử tế là điều hiển nhiên. Những người đối xử tốt với bạn mới là người cần được trân trọng. 7. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề của bạn bạn sẽ trở thành vấn đề của người khác. 8. Đến một độ tuổi nhất định, bất cứ ai trong số chúng ta đều sẽ dần vứt bỏ bốn thứ. Thứ nhất là những bữa tiệc rượu không ý nghĩa. Thứ hai là những người mà mình không yêu thương, thứ ba là những người xem thường người thân của mình. Thứ tư là những thứ tình bạn giả tạo, qua loa. 9. Đôi khi, người chúng ta nhớ nhất không phải là bất kỳ một ai mà là chính mình của nhiều năm về trước. 10. Khi bạn nói xin lỗi cần phải nhìn vào mắt của đối phương. Phát hiện ra bản thân sai rồi, phải dốc hết sức để bù lại, động tác phải nhanh chóng, đừng đợi người khác theo dệt thêm. 11. Bạn có hay cãi nhau với người khác? Dạy bạn một chiêu, đầu tiên hãy cố gắng hạ thấp giọng, tiếp theo hãy giảm tốc độ nói, và đừng cố tranh nói câu sau cùng. Đây là cách để việc cãi nhau rất khó xảy ra hoặc kéo dài. 12. Làm một việc khó hay không khó không quan trọng, quan trọng là nó có đáng làm hay không. 13. Nếu bạn không muốn làm, sẽ tìm được một cái cớ. Nếu bạn muốn làm, sẽ tìm được một phương pháp. 14. Một câu nói bâng quơ của người khác, đừng nặng nề đặt lên trái tim mình. 15. Những lời bạn không thích nghe nhất lại chính là những lời bạn nên nghe nhất. 16. Quản không được cái lưỡi của mình, thì đừng oán trách khi lĩnh quả đấm của người khác. 17. Thoát nghèo, trước tiên phải thoát đần. 18 bao giờ cũng nên để lại đường lui cho chính mình. Dù có ngã cũng phải ngã trên đống tiền. 19, nếu không có ai yêu bạn thì đương nhiên đó là sai lầm của chính bạn. 20, người bị kẻ địch đánh bại thực ra rất ít, mà người bị bạn bè tiêu diệt thì rất nhiều. 21, đúng giờ là phép lịch sự cơ bản nhất, khi bạn để người khác chờ đợi chính là đang lãng phí cuộc sống của họ. 22, làm người đừng quá ngoan cố. Chỉ có người ngu và người chết mới không bao giờ thay đổi ý kiến mà thôi. 23. Lợi ích quá lớn đột nhiên được đưa đến tay, đa phần là ẩn chứa nguy cơ. 24. Trời sẽ giúp những người biết tự giúp mình. Còn nếu anh không cứu được anh thì chẳng ai có thể cả. 25. Cách phản ứng tốt nhất với một người đang nổi giận đó là bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. 26. Cảm giác trưởng thành có lẽ tóm gọn nhất là thế này, khi bé thấy khó chịu một tí là chui vào một chỗ mà trắm rứt, chẳng buồn ăn uống hay nói chuyện với ai. Bây giờ, trong lúc khó khăn bất lực nhất, vừa rơi nước mắt đầy mặt vừa lăn đi nấu cơm,